sức khỏe và cuộc sống. Xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Thưa tất cả quý vị, một tuần trôi qua có vẻ như rất nhanh. Và sau một tuần lao động và học tập thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Như Kim Ánh cũng đã giới thiệu trong chương trình tuần rồi, thì tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với loạt chuyên đề về đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Chúng ta cũng đã đi qua rất nhiều những chuyên đề liên quan đến đột quỵ rồi, phải không ạ? Từ những cái chuyên đề tổng quát cho đến từng phân đề trong cái vấn đề đột quỵ như thế nào. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một đề tài Kim Ánh nghĩ nó sẽ rất thiết thực đối với các gia đình có bệnh nhân là tình trạng đột quỵ, đó là chăm sóc bệnh nhân đột quỵ như thế nào. Thật ra thì đây cũng là một câu hỏi mà chúng tôi rất thường xuyên nhận được từ thính giả trong các chương trình tư vấn trực tiếp về vấn đề đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Và quả thật với con số về bệnh nhân đột quỵ đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là những cái tính chất nguy hiểm của đột quỵ nữa, thì vấn đề chăm sóc bệnh nhân đột quỵ như thế nào quả thật đã trở thành một vấn đề rất là thiết thực đối với các gia đình có bệnh nhân đột quỵ, phải không ạ? Kim Ánh cũng muốn nhắc lại một chút xíu về tính chất của đột quỵ mà chúng ta cũng đã tìm hiểu trong rất nhiều chương trình vừa qua. Tính chất đột quỵ nguy hiểm ở đây bởi vì không chỉ với 200.000 ca mắc mới mỗi năm như Kim Ánh vẫn thường nhắc trong chương trình, mà quan trọng hơn nữa là tình trạng tái phát đột quỵ và những cái di chứng hết sức nặng nề mà bệnh nhân đột quỵ phải gánh chịu cũng như là gia đình và xã hội với những cái gánh nặng của nó. Và trong chương trình ngày hôm nay có thể nói vấn đề chăm sóc bệnh nhân đột quỵ một lần nữa cũng phần nào cũng sẽ phản ánh vấn đề khi mà có tình trạng bệnh nhân bị đột quỵ rồi, thì quả thật cái vấn đề tìm hiểu về đột quỵ như thế nào, chăm sóc bệnh nhân đúng cách làm sao để bệnh nhân có thể khắc phục được phần nào những cái di chứng có thể từ nhẹ đến nặng, và quan trọng hơn nữa để bệnh nhân có thể hòa nhập được cộng đồng nếu có. Và thưa tất cả quý vị, tính chất nguy hiểm của đột quỵ ở đây còn là bệnh nhân đột quỵ phải đối mặt với rất nhiều những cái nguy cơ tái phát, và đặc biệt là tỷ lệ tử vong cũng như là những cái di chứng, những cái chi phí y tế cao hơn rất nhiều lần. Con số mà trong chương trình tuần rồi các bác sĩ cung cấp thì cũng cho thấy là cái tỷ lệ tái phát ở bệnh nhân đột quỵ sẽ rất cao, từ 25-40% tổng số bệnh nhân đột quỵ hàng năm. Và ngày hôm nay khi mà đặt ra vấn đề về chăm sóc bệnh nhân đột quỵ thì chúng tôi cũng đã mời đến phòng thu bác sĩ chuyên khoa 2 Đàm Thị Cẩm Linh, phó trưởng khoa bệnh lý mạch máu não. Cẩm Linh. Chúng tôi cũng đã mời đến phòng thu bác sĩ chuyên khoa 2 Đàm Thị Cẩm Linh, phó trưởng khoa bệnh lý mạch máu não bệnh viện 115. Quý vị nhớ theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi đồng thời cũng sẽ dành thời gian ở phần sau của chương trình để có thể giải đáp những thắc mắc mà quý vị đã đặt đến với chương trình này. Lời đầu tiên thì rất cảm ơn bác sĩ Cẩm Linh đã dành thời gian để đến tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào chị Kim Ánh, xin chào thính giả nghe đài. Dạ, thưa tất cả quý vị, đường dây điện thoại của chương trình đó là 3822-3285, số điện thoại mà chúng tôi sẽ dành để kết nối cùng với thính giả trong chương trình ngày hôm nay với những câu hỏi liên quan đến đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Chúng tôi cũng cảm ơn văn phòng đại diện Boehringer Ingelheim, đơn vị đã tham gia đồng hành cùng với chương trình này. Thưa bác sĩ Cẩm Linh, có thể nói như ở phần đầu của chương trình Kim Ánh cũng đã đề cập, thì những vấn đề đối với bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là sau đột quỵ, đặt ra rất nhiều những cái câu hỏi, những cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu cũng như là cần phải thực hiện một cách có thể nói là khoa học. Như vậy ở đây, nếu mà với đề tài này, Kim Ánh cũng rất mong là bác sĩ cũng sẽ chia sẻ cùng với thính giả của chương trình những vấn đề sau đột quỵ mà bệnh nhân thường gặp là vấn đề gì, và cụ thể những cái di chứng thường gặp là những di chứng nào đây ạ, thưa bác sĩ Cẩm Linh. Dạ, những cái vấn đề sau đột quỵ mà bệnh nhân thường gặp là thứ nhất là thường là viêm phổi do hít sặc. Viêm phổi do hít sặc là nguyên nhân rất dễ gây tử vong sau đột quỵ, thường gặp ở trên các bệnh nhân hôn mê hoặc là các bệnh nhân tỉnh nhưng mà mất cái chức năng nuốt. Thứ hai nữa là trường hợp là bệnh nhân loét do bất động, thường trong trường hợp này thì do là bệnh nhân liệt nặng, liệt vận động không có cử động được, hoặc là bệnh nhân mê. Do đó khi mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân phải là xoay trở, thay đổi tư thế nằm khoảng 2 giờ một lần. Và một cái vấn đề quan trọng hơn là về sau để lại di chứng rất là nặng nề, nhưng mà tùy theo các vùng não bị tổn thương thì bệnh nhân có những cái vị trí tổn thương để lại cái di chứng về sau, như là liệt nửa người, hoặc là mất ngôn ngữ, nói khó, hoặc là tê dị cảm nửa người, hoặc là nuốt sặc, động kinh, mờ mắt, hoặc là giới hạn chức năng nhìn. Rất là nhiều nguyên nhân mà tùy theo các vùng não bị tổn thương mà để lại cho bệnh nhân.
À, như vậy thì chúng ta cũng có thể hình dung là cái tính chất nguy hiểm, những cái di chứng mà hết sức nặng nề sau đột quỵ mà bệnh nhân thường gặp, phải không ạ? Trong phần liệt kê vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Đàm Thị Cẩm Linh, phó trưởng khoa bệnh lý mạch máu não bệnh viện 115, thì chúng ta đã hình dung được phần nào những cái di chứng có thể nói là từ nhẹ đến nặng, và đặc biệt những cái di chứng nặng mà bệnh nhân đột quỵ phải gánh chịu. Và tất nhiên điều này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, cả người thân cũng như là cả cộng đồng của tình trạng đột quỵ này nữa, phải không ạ, thưa bác sĩ? Ở đây thì với chuyên đề của chúng ta, Kim Ánh cũng muốn đi sâu vào một cái vấn đề, đó là cách xử lý như thế nào ở tại gia đình với những cái di chứng có thể nói là rất nặng như bác sĩ vừa nói, từ cái tình trạng viêm phổi do hít sặc cho đến những cái ảnh hưởng ở cái vùng não của bệnh nhân đột quỵ. Thì từng một di chứng như vậy, các bệnh nhân, gia đình của bệnh nhân chúng ta cần phải có những cái việc chăm sóc như thế nào cho bệnh nhân của mình đây ạ, thưa bác sĩ? Đối với những khi mà bệnh nhân được trở về nhà thì vấn đề chăm sóc đó cũng rất là quan trọng. Cái phần chính mà bệnh nhân hồi phục tốt hay không là một phần cũng do sự chăm sóc của gia đình. Thì ví dụ như bệnh nhân có liệt nửa người thì chúng ta phải tập vật lý trị liệu, như là cho bệnh nhân tập ngồi, tập đứng hoặc là tập phần cứng khớp. Thì vấn đề tập vật lý trị liệu này thì mình phải có một cái chuyên gia tập vật lý trị liệu, thì có thể là mời một chuyên gia vật lý trị liệu đến nhà tập, sau đó người nhà sẽ học theo và tập, hoặc là đưa đến những cái nơi có vật lý trị liệu mà tập. Còn đối với trường hợp